Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu ở phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ trong đêm nay, sau đó lặp lại vào chiều tối mai. Lượng không nhiều nhưng có nguy cơ xảy ra tố, lốc, sấm sét và mưa đá đi kèm trong cơn dông. Khoảng thời gian từ sáng đến chiều, nắng vẫn bao trùm toàn vùng, tuy nhiên bầu không khí ở Tây Nguyên vẫn ôn hòa với nhiệt độ ban trưa duy trì ở mức từ 31 đến 34 độ. Phần Nam Bộ nắng nóng có chiều hướng gia tăng về diện khi nhiệt độ đạt mức từ 33 cho tới 36 độ. Thưa bà con, trong những ngày trời oi nóng như vậy tại Nam Bộ, khi thu hoạch măng tây xanh thì bà con cần lưu ý một số điều sau để giữ được chất lượng nông sản. Trước khi thu hoạch, người dân chú ý tưới nhẹ cho rẫy măng giúp bổ sung nước, chống sốc nhiệt cho măng. Thời gian thu hoạch rau măng tây thông thường là từ 5 giờ 30 đến 9 giờ mỗi ngày, khi măng chưa tiếp xúc với ánh nắng mạnh để tránh bị héo, mềm nhanh. Đối với những diện tích măng đã trồng được từ 4 đến 5 năm thì có thể tổ chức thu hoạch thêm vào cuối chiều sau khi trời đã tắt nắng và đã tưới hạ nhiệt rẫy. Bà con nên áp dụng phương pháp dùng tay nắm chặt sát gốc măng, nghiêng cây và nhổ nhẹ lên là chồi măng sẽ tách rời khỏi rễ trụ một cách dễ dàng mà không để lại vết thương. Cách làm này có lợi hơn dùng dao cắt vì dao bén có thể vô tình làm tổn thương các chồi măng bên cạnh, tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm hại vào bộ rễ. Rau măng tây xanh sau khi thu hoạch cần phải đem ngay vào nơi thoáng mát, tránh không để tiếp xúc với ánh nắng nhằm tránh cho sản phẩm bị héo, bị già hóa, có nhiều chất xơ hoặc bị hư hỏng. Tiếp theo, bà con nhanh chóng tiến hành sơ chế, rửa sạch đất cát nhưng tuyệt đối không làm ướt đầu măng vì nước ứ đọng có thể gây thối hỏng lá đài. Sau đó là công đoạn cắt cỡ, phân loại hàng theo yêu cầu của đơn vị thu mua, đem xử lý khử trùng qua thuốc tím và cần bó thành từng bó, xếp thẳng đứng để trong thùng hoặc xô nhựa, giao cho các bên thu mua trong vòng từ 4 đến 10 giờ sau khi thu hoạch. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại Bắc Bộ, do vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên trong đêm nay và sáng sớm mai, trời nhiều mây nhưng chỉ có mưa nhỏ, tập trung tại khu vực Đông Bắc và ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Ngày mai, toàn miền trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ tại phía Đông Bắc Bộ, phần Tây Bắc Bộ là từ 30 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc do chịu nhiều tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Do vậy, nắng nóng xuất hiện trở lại, nhiệt độ lên tới ngưỡng từ 34 đến 36 độ. Xu thế giảm mưa tăng nhiệt cũng diễn ra ở miền Trung trong 24 giờ tới. Mưa chỉ còn xuất hiện lác đác tại một vài điểm thuộc Thanh Hóa và Nghệ An vào cuối ngày với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Còn vào ban ngày, nắng lên từ sớm và kéo dài đến chiều muộn, nền nhiệt phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Đáng lưu ý là khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn bị chi phối bởi rìa phía Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên đây sẽ là nơi nắng nóng. Và trên phạm vi cả nước, nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ. Bà con nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều để đảm bảo sức khỏe. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 34 cho tới 36 độ, độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tại khu vực ven biển, sau giảm mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình là 80 cho tới 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ, vùng núi phía Tây là từ 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình là từ 78 cho tới 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ, độ ẩm trung bình là từ 72 đến 82%. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối phía Nam có mưa rào rải rác với nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình là từ 75 đến 82%.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm trung bình là từ 75 cho tới 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.